Đây là cái con đường mà mình đang đi đến điểm tham quan đây này. Con đường cũng hơi dốc một chút xíu. Đây các bạn xem cái điểm bãi đỗ xe ở dưới đây. Ở bên Nhật Bản thì đa số là núi mà các bạn. Địa hình Nhật Bản 70% là núi.